103 Ngày 103 Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mình bây giờ còn chưa biết. Xem tình hình đã. 我现在还不知道, 看情况吧。 我 现 在 还 不 知 道 看 情 况 吧 我现在还不知道, 看情况吧。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说的挺好的. Nhà mình chính là gần đây. 我家就在附近. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Cho nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装. Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看. Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. 多上微信聊天. Đó đâu thể coi là. 那哪能算是. Phiền qua đây một chút. Má phản của lái xả. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. Tuy trẻ gia cà phê thiên hẳn xú xí. Trông có vẻ như. Khẳng chỉ lái. Bạn nếm thử xem. Nǐ chǎng yǐ chǎng. Nǐ chǎng chǎng. Thôi. Suàn lè. Một công ty du lịch. Yǐ jiā lǔ yǒu gōng sī. Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển được mán hảo đợ. Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? Đã bù đà soạn tại Việt Nam phát triển. Còn chưa biết. Hái bù chứ đạo. Xem tình hình đi. 看情况吧。